Jiminy Collect, quá giật bồn cầu này. Cứu tài của mình ơi, quay mặt ta lấy bắt mình ăn thịt nè. Có ai không? Cứu bơi, cứu bơi. Mệt quá, mệt quá. May là mình chạy thoát khỏi quái vật toilet, không là bị quái vật toilet ăn thịt mình rồi. Thôi về nhà thôi. Nè. Bip bip bip. Đại ca ơi, sau này đại ca tức giận dữ vậy? À, hồi nãy xem nữa thôi là ta bắt được xe khẩu bô ly rồi. Xe khẩu bô ly chạy nhanh quá. Bây giờ ta rất là đói bụng. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi nè, xe lửa chô chô. Đây là hủ kẹo toilet, người hãy mang hủ kẹo này cho xe cẩu bút cát bô ly ăn đi. Sau khi cẩu bút cát bô ly ăn xong, xe cẩu bút cát bô ly sẽ đau bụng và đi toilet. Khi mà đi toilet sẽ gặp ta và ta sẽ ăn thịt xe cẩu bút cát bô ly. Dạ, em xin tuân lệnh đại ca, bây giờ em đi ngay. Nè. Nè, xe cậu muốn kéo bô liền. Bạn đi đâu vậy? Mình đi về nhà mà bạn là ai vậy? Bạn đừng có sợ, mình là xe lửa chô chô. Bạn muốn ăn kẹo không? Hả, kẹo sao? Mình đang đói bụng quá à. Bạn có kẹo hả? Bạn cho mình ăn với. Có, mình có kẹo đây nè. Đây là kẹo bồn cầu, bạn ăn đi, ngon lắm á nha. Kẹo bồn cầu hả? Mình sợ lắm, hồi nãy mình bị quái vật toilet dí á, mình không dám ăn đâu. Không có sao đâu, bạn ăn cái kẹo này vô, quái vật toilet sẽ không bao giờ dí bạn nữa. Wow, thiệt vậy hả? Đâu, để mình lấy ra coi coi. Wow, kẹo bồn cầu đẹp quá đi, cái này có thể gạt xuống được nè. Thay đổi khuôn mặt nha. Đó, mặt vui nè, mặt dễ thương nè, mặt dữ nè, ngầu quá. Rồi, bây giờ mình sẽ gạt xuống, không biết có kẹo không. Có kẹo nè. Hai cục nè, ba cục nè, nhiều quá đi. Đó, quá trời kẹo luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra tay nha. Wow. Rồi, ăn thử nha. Nhâm. Ngon quá, kẹo bồn cầu của bạn xe lửa chô chô ngon quá đi. Mình cảm ơn bạn nha, mình no rồi. Không có gì đâu, thôi bạn đi về nhà đi nha. Tạm biệt bạn nha, mình về đây. Bip. Xe cậu mua kẹo bô ly cuối cùng cũng đã ăn kẹo rồi. Ai mua kẹo không? Kẹo dẻo gấu trúc sô-cô-la xe đây. Xà nách mì, kẹo dẻo marshmallow đây. Ai mua không? Sáng giờ bán không có được gì hết trơn hết à. Thôi, bây giờ mình ăn sáng rồi bán hàng tiếp nha. Ăn sáng, ăn cái gì đây? Ăn kẹo dẻo marshmallow đi. Lấy cái kẹo dẻo marshmallow ăn coi. Rồi, bây giờ mở cái kẹo marshmallow ra ăn nha. Wow, kẹo marshmallow này đẹp quá đi. Rồi, ăn thôi. Nhâm. Nhâm, ngon quá, tiếp tục, ăn hết luôn. Wow, kẹo marshmallow dẻo quá đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái gì đây? Mình ăn snack mèo đi. Xé bịch snack mèo ra coi. Thơm quá. Đây là snack có xương nữa nè. Đó, đây là xương cho mèo ăn đó nha. Rồi, há miệng ra ăn thế nào. Dai mà ngon quá đi. Cay nữa. Cái này cay quá, mình phải ăn cái gì cho bớt cay mới được. Ăn kẹo dẻo gấu trúc đi. Ăn xé kẹo dẻo gấu trúc ra nào. Wow, kẹo dẻo gấu trúc thơm quá. Bên trong này có nhân đó nha. Đâu, mình coi. Đúng rồi. Có mứt dâu nè, thơm chưa? Rồi ăn nha. Nhâm. Ngon quá đi, mình bớt cay rồi, bán hàng tiếp thôi. Ai mua kẹo không? Ai mua bánh không? Bip, đau bụng quá. Ai nha, đau bụng quá. Khủng long ơi, mình đau bụng quá. Bạn có cách nào giúp mình hết đau bụng không? Hello, xin chào Bully, sáng giờ bạn ăn gì chưa? Để mình nhớ lại đã. Sáng giờ mình bị quái vật toilet dí đòi ăn thịt mình, sau đó chô cho mình ăn kẹo bồn cầu á. Bạn bị quái vật toilet dí hả? Còn ăn kẹo bồn cầu của xe lửa chô nữa.
xe lửa cho là đệ tử của quái vật toilet đó, bạn có biết không? À, mình không có biết, bây giờ mình đau bụng quá khủng long ơi, cứu mình với, cứu mình với. Thôi được rồi, để mình giúp bạn, nhưng mà mình chỉ giúp bạn hết đau bụng thôi nha. Bạn muốn quái vật toilet không có tấn công bạn nữa thì bạn phải qua nhờ anh đội trưởng Mỹ. Mình biết rồi khủng long ơi, bây giờ mình đau bụng quá à. Được rồi, đây. Đây là kẹo sô-cô-la xe, bạn ăn cái này vô bạn sẽ hết đau bụng ngay. Thiệt vậy sao? Đâu, để mình lấy ra mình ăn nha. Wow, có hai cái luôn. Rồi, mở cái này ra trước coi, bên trong là có cái gì đây? Đó, bên trong này có hai cái muỗng luôn nè, một cái muỗng màu cam nè, còn một cái muỗng màu trắng. Rồi tiếp tục nào, cái này là sô cô la nha, rất là thơm luôn nè, có sô cô la trắng, sô cô la đen. Rồi ăn thôi, nhâm. Sô cô la trắng ngon quá, bây giờ mình sẽ ăn sô cô la đen nha, nhâm. Wow, ngon quá đi. À, mình đã hết đau bụng rồi khủng long ơi, kẹo của bạn hay quá à. May là bạn qua mình cho ăn kẹo này vô hết đau bụng, chứ không là bạn đi toilet bạn gặp quái vật toilet rồi. Quái vật toilet đáng sợ lắm khủng long ơi. May là có bạn, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng quá à, bạn còn cái gì ăn không, bán cho mình với. Bạn đói sao? Con đây là mì trẻ em, bạn ăn đi, ngon lắm á nha. Wow, mì trẻ em hả? Đâu, mình xé ra ăn thử coi. Wow, thơm quá. Nhìn rất là ngon luôn nè. Rồi, mình ăn nha. Nhâm. Wow, mì trẻ em này giòn và ngon quá khủng long ơi. Tiếp tục ăn nha. Nhâm. Wow, ngon quá. Mình no rồi. Cảm ơn khủng long nha. Không có gì đâu. Thôi, bây giờ bạn đi qua nhà anh đội trưởng Mỹ đi. Anh đội trưởng Mỹ sẽ giúp bạn tiêu diệt quái vật toilet. Mình biết rồi. Cảm ơn khủng long nhiều. Thôi, mình đi đây. Bip. Ăn sáng rồi chuẩn bị đi ra công trình làm việc thôi nào. Ăn cái gì đây? À, bây giờ mình sẽ ăn cái đùi gà này. Xé cái bịch đùi gà ra coi. Thơm quá ta. Ăn đùi gà cho có nhiều năng lượng nha. Rồi, ăn thôi. Nhâm. Wow, ngon quá. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ ăn kẹo dẻo marshmallow. Rồi, lấy cây kẹo dẻo marshmallow hương nho này ra. Thơm quá. Rồi, lấy ra nha. Wow, dẻo quá đi. Rồi, ăn thôi. Nhâm. Ngon quá. Rồi, còn cái này nữa. Đây là kẹo dẻo Doraemon nè. Lấy bịch ra ăn luôn nha. Xé ra nào. Wow, kẹo dẻo Doraemon rất là thơm luôn. Rất là nhiều màu sắc luôn nè. Có màu vàng nè. Rồi, ở đây có màu đỏ nữa nè, màu xanh nè. Lấy hết ra luôn nha. Wow, có bạn Doraemon nè, nhìn dễ thương chưa? Rồi ăn nha. Chẳng miệng nào. Nhâm. Ngon quá, no rồi. Bây giờ đi ra công trường làm việc thôi. Anh đội trưởng Mỹ ơi, cứu em với. Ủa, bộ lì em có chuyện gì mà chạy qua nhà anh hốt hoảng dữ vậy? Dạ, anh đội trưởng Mỹ ơi, hồi nãy em bị quái vật toilet tấn công, hắn đòi ăn thịt em nữa. Cái gì, quái vật toilet sao? Trông hình dạng của hắn như thế nào? Dạ anh ơi, đó là một cái buồng cầu, biết đi anh ơi, hắn có thể ăn được tất cả mọi thứ. Cái tay này thiệt là nguy hiểm. Được rồi, để anh giúp em nha. Rồi, anh lấy cái vũ khí của anh. Đây là cái súng bong bóng nè. Đó, vũ khí của anh nhìn dễ thương không? Em thấy chưa, khẩu súng của anh bắn ra rất là nhiều bong bóng luôn. Anh sẽ lấy những cái bong bóng này đi tiêu diệt quái vật bồn cầu nha. Wow, cái khẩu súng bong bóng của anh nhìn hay quá à. Anh đi tiêu diệt quái vật bồn cầu đi anh. Được rồi. Bây giờ anh sẽ đi tiêu diệt quái vật bồn cầu. Đi tìm quái vật toilet thôi nào. Quái vật toilet đâu rồi? Ây da, đói quá. À, đã thấy được quái vật toilet và xe lửa cho rồi. Mau bắn bong bóng đó nào. Ra, ba là quái vật. DVD toilet, quái vật bồn cầu đây. Yeah, chúng ta đã tiêu diệt được quái vật toilet và xe lửa cho rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ nha, đừng ăn đồ ăn lung tung. Ăn đồ ăn lung tung sẽ bị đau bụng đó. Mà đau bụng chúng ta sẽ gặp quái vật toilet đó, nghe chưa? Thôi, bây giờ trời cũng đã trưa rồi, mình đi về đây. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha.